ổn là học trò giỏi, chàng nam sinh bị cô giáo phạt nhưng vẫn trả bài cực đỉnh khiến ai nấy nổi da gà. Đoạn clip được ghi lại trong một lớp học hát của cô giáo xinh đẹp khá nổi trên mạng xã hội Trung Quốc, được fan Việt gọi là cô Văn Nghệ. Theo đó, cậu học trò bị phạt phải đội một quả bóng và vẫn hát song ca cùng cô giáo. Tuy vậy, một mặt cậu chàng vẫn lém lỉnh nghịch ngợm, không chịu đứng yên, một mặt vẫn hòa giọng cùng cô cực đỉnh khiến dân mạng nổi da gà. Một lần khác, khi cô giáo đang trên bục, cậu chàng này và bạn nô đùa nên bất chợt phi lên bảng phá ngang. Tuy nhiên, cô giáo lại rất bình tĩnh và tiếp tục xử lý bài hát vô cùng mượt mà. Đúng là cô Văn Nghệ nhà người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng. Ngoài những lúc bị phạt hay đùa nghịch, anh chàng cũng chăm chú luyện thành nghiêm túc lắm đó nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Thắng TV. Tiếp tục ủng hộ kênh để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.